thanh thể, hôm nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và cho ông Phật một lòng một dạ ngay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhỏ cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhỏ đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sử dụng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh, chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài những lòng đại từ bi thương xót mẹ chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi người chướng thải đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo đều xiển mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thứ 11, Địa Thần Hộ Pháp. Lúc đó vị Kiên La Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí tuệ thần thâm lớn không thể nghĩ bàn đổ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng khó hiện trăm nghìn hoa hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số khác trong trăm nghìn ức sông Hàn. Bạch Đức Thế Tôn, con xin xét chúng sanh ở hiện tại nay về về vị lai sau, nơi chỗ sạch sĩ ở phương nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá chi gỗ mà dựng có cái khám cái thấp, trong đó có thể họ nghĩ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đốt nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen. Thời chỗ người đó ở được mười điều lợi ích, những gì đèn mười điều: một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người trẻ chết được sanh lên cõi trời, bốn là người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cộng tri cũng tội ý kẻ, sáu là không có tai họ về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là giúp hẳn ác mộng, chín là khi gây lúc vào có thần hiêu hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ, này có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như có những người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ, này có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này về cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, phải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Định Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cổ diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, các bé, núi mị, tiên lâu, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất mà có đây đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời con đức về, thần thông của ông lại chuyển thêm trăm nghìn lần, trở hơn lúc trước. Này Địa Thần,
Trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát còn đọc được tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc này thôi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy thời ông nên dùng thần lực của ông này ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến khi nơi tai xuống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương đấy chứ, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy kiêng lỡ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát về đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt réo xe lìa vũng biển khổ chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.